Officers seized the chemicals at Vụ bắt giữ nói trên xảy ra ở gần thành phố Rayhan, đông nam Thổ Nhĩ Kỳ, khi cảnh sát quân sự Thổ Nhĩ Kỳ chặn một đoàn xe gồm 3 xe từ Syria đang cố xâm nhập vào nước này. Do những người điều khiển đoàn xe không tuân lệnh, nên cảnh sát đã phải bắn nổ lốp để dừng đoàn xe. 3 tài xế đã nhảy khỏi xe và cố gắng chạy thoát về phía biên giới Syria. Một trong số chúng đã bị bắt, song quân đội Thổ Nhĩ Kỳ không cho biết quốc tịch của đối tượng. Khi khám xét hiện trường, cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ phát hiện ra số lượng lớn lưu huỳnh và nhiều tiền chất không xác định. Vụ việc sau đó đã được chuyển cho đội ngũ chuyên gia chuyên trách về vũ khí hóa học giải quyết. Hiện các chuyên gia thuộc tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học quốc tế vẫn đang phối hợp cùng chính phủ Syria tiến hành phá hủy kho vũ khí hóa học của nước này. Theo báo cáo do tổ chức cấm sử dụng vũ khí hóa học quốc tế công bố vào cuối tháng 10 năm 2013, tiến trình trên đang thực hiện đúng tiến độ với việc phá hủy cơ bản các thiết bị chế tạo, chiết xuất vũ khí hóa học và sẽ hoàn thành vào giữa năm 2014. وطالبت الدول الإقليمية بتحمل